Cũng trong chiều nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đến thăm chúc mừng Ban Tổ chức Thành ủy nhân kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống ngành tổ chức xây dựng Đảng, ngày 14 tháng 10 năm 1930, ngày 14 tháng 10 năm 2022. Thay mặt lãnh đạo thành phố, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhân ngày truyền thống và đánh giá cao những đóng góp của cán bộ, công chức ngành tổ chức xây dựng Đảng thành phố nói chung và Ban Tổ chức Thành ủy nói riêng. Đặc biệt, năm 2022, Ban Tổ chức Thành ủy đã làm tốt công tác tham mưu, bảo đảm thời gian, tiến độ, giúp cho công tác tổ chức cán bộ xây dựng Đảng, triển khai các văn bản mới của Trung ương, kịp thời quán triệt, lan tỏa đến cán bộ đảng viên, đồng thời làm tốt công tác tham mưu về kiện toàn, sắp xếp cán bộ theo yêu cầu phát triển mới của thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tin tưởng đội ngũ cán bộ công chức, nhân viên Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục phát huy truyền thống, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm của lãnh đạo thành phố và hứa sẽ không ngừng nỗ lực, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự phát triển chung của thành phố.